Bài 40 cho hàm số này y bằng x mũ 3 trừ đi 2 x bình cộng mx trừ đi 3, thì m để này nha. F phải x là bằng bình phương của một nhị thức bậc nhất, tức là nó trở thành một cái hàng đẳng thức. Đó. Thế này IA này sẽ thực ra bản chất IA và IB này về cơ bản nó gần giống nhau. Đó. Tức là làm xong IA thì IB cũng sẽ xong luôn. IA này. Đầu tiên ta tính y phải đây y bằng fx đây. Thực ra nó đây chính là bài toán là y bằng fx bằng x mũ 3 trừ đi 2 x bình cộng với mx trừ 3. Thì ta tính f phải x này thì bằng 3x bình trừ 4x cộng với m. Đó. Thế thì bây giờ muốn nó trở thành gì? Bằng bình phương của một nhị thức bậc nhất thì thực chất chúng ta gì sử dụng là hàng đẳng thức thôi. Chính là bằng gì? Ở đây là chúng ta cứ mạnh dạn coi như đây là gì? Căn 3, đây giả sử nhá, đây chúng ta làm cái hàng thức bình phương thứ nhất trừ đi 2 lần thứ nhất số thứ nhất số 2 cộng với bình phương số 2, thì chúng ta có nghĩa phải rằng đây là bình phương là căn 3 x tất cả bình phương không? Trừ đi bao nhiêu? Thằng này là 4 thì muốn là 2 lần. Được chưa? Số thứ nhất là x rồi, số thứ hai phải là gì? Nó phải là căn 3. Thì ở đây ý, mà chắc chắn là hai lần số nhất nó là căn 3x rồi, để căn 3. Căn 3, căn 3x là số thứ nhất nhá. Thế số thứ hai nó là gì? Để mà thằng nó bằng thằng này thì nó phải là 2 chia gì? 2 chia cho căn 3. Đúng không? 2 căn 3 thì căn 3 3x thì đây phải trừ 4x không? Rồi. Cộng với bình phương số 2 tức là 4 phần gì? 4 phần 3. M thì vẫn để nguyên, đây chỗ này xong thành một cụm để này, trở thành hàng đẳng thức này. Rồi cộng với M thì vẫn là M thôi. Đương nhiên cộng 4 phần 3 thì phải trừ đi 4 phần 3, thế thôi, có gì đâu. Và thằng này bằng căn 3 x trừ đi bao nhiêu? Trừ đi 2 chia cho căn 3 tất cả bình phương. Đấy. Đây có phải bình phương của nhị thức nhất không? Cộng tiếp này, cộng với m trừ 4 phần 3. Thế nó bảo là bình phương bằng bình phương của một nhị thức bậc nhất, tức là chỉ bằng thằng này thôi, đúng không? Để f phải x bằng bình phương của một nhị thức bậc nhất thì đương nhiên cái phần đằng sau này phải bằng sao? Phần sau này phải bằng không. Bằng không thì thằng này mới gì? Mới là hàng thức mà bình phương nhị thức nhất. Thì lúc này m trừ 4 phần 3 này này phải bằng 0. Hay nói tóm lại m bằng bao nhiêu? 4 phần 3. Xong nha. Thế còn IB thực chất ấy, để IB mà để mà có thể kết hợp với IA thì để cái thằng f x này luôn lớn hơn bằng 0 ấy, thì thằng này lớn hơn bằng 0 rồi thì chỉ còn thằng này lớn bằng 0 là xong. Hoặc ta sẽ cách 1 nhá, IB này. IB. Cách 1 là chúng ta vận dụng luôn gì hay là áp dụng nâng cái kết quả của cái IA đúng không? Áp dụng kết quả của IA. Tức là ta có là gì? F phải x bằng căn 3 x trừ 2 phần căn 3 bình phương cộng với m trừ 4 phần 3. Muốn thằng này luôn lớn hơn bằng 0 ấy, thì thằng này luôn dương rồi đúng không? Thằng này luôn lớn bằng 0 rồi thì thằng này phải lớn hơn bằng 0 nữa đúng không? Có phải không? Ta lớn bằng 0 thì tổng nó sẽ lớn bằng 0 đúng chưa? Thì có phải là để nó như vậy thì thằng này phải lớn hơn. Thì lúc này thầy viết luôn như này nhá, viết luôn góc này đúng không? Thì lúc này suy ra là m
trừ 4 phần 3 này lớn hơn bằng 0. Lớn 0 tương đương với m, lớn hơn bằng 4 phần 3. Đấy, đây là cách thứ nhất áp dụng ngay. Được chưa? Cách thứ hai. Cách 2 đây. À, cách 2. Thì ta vẫn f phải đâu bao nhiêu? F phải x đây, viết là f phải thôi bằng 3x bình trừ 4x cộng m. Được chưa? Thằng này mới yêu cầu là lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc R. Thế nhưng cái bài trước ấy thì ta thấy rằng là hệ số A thì bằng 3 luôn luôn khác 0 rồi, không bao giờ phải xét trường hợp bằng 0 rồi. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần gì? Muốn lớn không mọi lớn bằng 0 mọi x thuộc R thì này tương đương với gì? À, không cần phải hệ số A lớn 0 nữa, bởi vì A lớn 0 rồi. Chỉ cần tính delta phải thôi. Là bằng bao nhiêu? Mấy? À, bằng 4, delta phải bằng trừ 2 tất cả bình là bằng 4 mà. Trừ AC tức là trừ gì? Trừ 3M. Thằng này thì yêu cầu nó phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0 là chắc chắn rồi, nhưng đây có dấu bằng thì chỗ này nó có dấu bằng. Vậy tương đương với 3M lớn hơn bằng 4 hay tương đương với M lớn hơn bằng 4 phần 3. Đó. Thì kết quả của hai cái nó giống hệt nhau, đúng không? Đó. Thì rất là dễ thôi. Đấy. Bài này cực kỳ dễ. Ok chưa? Rồi.